Sau đợt nắng nóng kéo dài, tỉnh Kon Tum đã bước sang mùa mưa. Vào thời điểm này, trên một số diện tích cây cà phê bắt đầu xuất hiện sâu bệnh hại, khiến người nông dân lo lắng. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có một số diện tích nhỏ lẻ cây cà phê bị rỉ sắt, dẹp vẩy xanh, nấm hồng. Bên cạnh đó, xuất hiện bọ cánh cứng phá lá non và ngọn cây cà phê mới trồng hoặc vài năm tuổi. Những sâu bệnh hại này khiến cây cà phê sinh trưởng chậm, thậm chí có cây bị chết. Hiện cây cà phê đang trong thời kỳ phát triển quả và mùa mưa, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để phát sinh sâu bệnh gây hại trên cây cà phê. Do vậy, các địa phương và người nông dân đang chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây cà phê. Hiện nay thì bước vào đầu mùa mưa, thì tình hình sâu bệnh trên cây cà phê đã xuất hiện. Thì trước tình hình đó thì ủy ban xã cũng đã khuyến cáo bà con chúng ta là thường xuyên đi thăm đồng để phát hiện và xử lý kịp thời các cái sâu bệnh hại trên cây trồng. Ngoài ra thì cũng liên hệ với các cấp, các cơ quan chuyên môn của huyện để tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh trên cây cà phê để người dân tiếp cận được biết áp dụng. Cà phê là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có trên 29.100 hectare cà phê. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tình trạng sâu bệnh có nguy cơ tăng cao trong mùa mưa. Việc kiểm tra theo dõi phát hiện và phòng trừ kịp thời rất cần thiết, qua đó giúp người dân yên tâm đảm bảo sản lượng, chất lượng cây trồng.